có cỡ hai mẹ con với người trong nhà vậy đó. Rồi trong con bắt đầu stress đúng không? Dạ đúng rồi. Ai nếu stress mà... em hay là người nhà? Em không có sữa. Em không có sữa, em buồn á. Tức là ngay từ trong bệnh viện là mình đã kích sữa không được. Dạ, rồi. Dạ không được. Rồi cái cơn buồn đó mình trút đi đâu? Thì cơn buồn nó nhiều khi nằm khóc. Chịu đựng một mình dạ, hả chị? Thấy con mình nó tội nghiệp. Nó không có sữa mẹ uống á. Như vậy thì về tới nhà ai chăm con phụ em? Là cũng bà ngoại, bà nội. Bà ngoại vẫn qua. Dạ. Với lại ba nó thì đi làm, tối giờ thì pha sữa phụ. Thì khoảng thời gian mà chăm bé vậy thì kéo dài tới bao lâu? Con em, bà nội chăm tới lúc con em 3 tuổi. Hai chồng xích mích rồi thôi nhau thì em bắt con vậy đó. Bà kể chuyện mà, thôi nha mà bà cũng vui. Lý do tại sao mà lại dẫn đến cái quyết định như con vậy? Con 3 tuổi. Dạ tại vì hai đứa lúc đó quýnh lộn hoài à, không có còn hiểu nhau nữa, không còn tiếng nói chung gì, nói chung hết nói nhau được gì rồi. Lúc sinh cho đến 3 tuổi là cái sự đỡ đần của bà nội dành cho bé rất là nhiều. Bên nội nhiều. Như vậy thì khi mà em rời khỏi cuộc hôn nhân đó, em ẵm con theo thì em có tự tin cái việc là mình có thể chăm tốt cho con mình không? Dạ có. Em về em vừa đi làm vừa chăm con em. Với lại em gửi con đi nhà trẻ. Dạ. Dạ. Vợ chồng có qua thăm con không? Khúc đầu thì không thăm. Khúc sau này nè mới thăm. Mới biết là thương con nhiều. Khúc đầu kiểu như chồng em còn trẻ, còn đang giận nữa, ham chơi nữa, chứ giận nữa. Không muốn nhìn mặt em á. Mà ý là anh có lỗi mà anh không muốn nhìn mặt em nha. Thì thiệt ra ai cũng thấy người bên kia có lỗi hết trơn á. Khoảng bao lâu về sau thì chị mới có niềm tin để bước tiếp bước thứ hai và có bé thứ hai vậy? Khoảng chừng 2 năm là mới gần đây. Mới gần đây. Dạ. Nhưng mà cũng đổ luôn rồi. Bây giờ em một mình nuôi hai đứa. Trời ơi. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình tu lại cái khúc mà biết tin có thai bé thứ bạn hai này đi. Dạ. Đúng rồi. Quan tâm đến những đứa trẻ đi. Dạ. Có bầu bạn này thì cũng y chang vậy đó. Cũng có trước khi cưới vậy đó. Do là em đổ vỡ một lần rồi nên là bên kia họ không thích em nhiều lắm. Nên nhưng mà em nói là thôi bây giờ là đợi sanh xong đi rồi đám cưới gì đó thì tính sau. Nhưng mà người ta không chịu, người ta vẫn làm đám cưới luôn. Và mình tiếp tục một cái đám cưới thứ hai. Dạ. À, trước khi sinh em bé. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nó mới vừa mới đây. Dạ đúng rồi, vừa mới đây. Như vậy tại sao em lại quyết định lại tiếp tục rời khỏi nó nhanh như vậy? Em thấy người ta không có sự tôn trọng mình. Giống như không có coi em là người trong gia đình á. Tại vì em biết sao chị hỏi câu đó không? Bởi vì đôi khi chính trong cái cảm giác mà mình đang trong thai kỳ á, không, thông thường thì các mẹ bỉm sữa sẽ không dám quyết định những cái điều lớn lao như vậy, bởi vì là con chưa chào đời. Dạ. Nhưng mà em có nghĩ lại là có khi nào là do cái sức khỏe thai kỳ của mình nó thay đổi nhiều và mình cũng gọi là mình kiềm chế bản thân nó cũng hơi kém á, cho nên mình vội vàng quyết định không? Dạ không, tại vì em cũng chủ động là người liên lạc tới 2 lần, nhưng mà người ta giống như là từ chối vậy đó. Ủa là sao, em là không ở gần nhau, không ở chung hả? Dạ lúc đầu thì hai đứa về ở chung với nhau. Mà tại bên nhà bên kia không thích em á. Nên là mỗi lần mà anh này mà về bển hay gì đó là về đây gây lộn với em. Cứ như vậy hoài em chịu không có nổi. Cái sau này ra đi đó, lúc anh đó ra đi là mùng 5 Tết tới bây giờ. Em cũng chủ động gọi rồi. Nói chung là trước Tết là em dọa sanh non rồi. Em cũng nói tình trạng như vậy đó. Mà cũng không có hỏi han gì tới nữa. Em thấy nếu như mà mình ở với một người mà không có quan tâm tới gì thì thôi em kết thúc sớm, bớt đau khổ. Dạ. Nguyên câu nó mà phải làm chia tay thì... sớm bớt đau khổ. Nhưng mà hiện giờ thì Uyên chuẩn bị như thế nào với cái quá trình vừa cạn? Chắc chắn là sẽ một mình nè. Dạ. Và một cái chặng đường phía trước là chỉ có mình với hai con. Dạ. Thì em tâm lý thì em chuẩn bị được 2 tháng nay, từ khi bị tới bây giờ rồi. Và bây giờ em rất là ổn định luôn. Và hiện giờ là mình chỉ ở trong tâm thế là đợi để đi sinh thôi đúng không? Dạ dạ, đợi để ra lò thôi. Mấy ngày nữa ta? Dạ 6 ngày nữa. 6 ngày nữa. Ngày hôm qua là nó có dấu hiệu rồi, nó ra rồi. Cái em nó thôi con gán đi. Ngày mai mẹ làm chuyện ghê gớm một cái rồi con phải ra. Chuyện ghê gớm là chuyện ngồi đây á hả? Dạ. Em hỏi bác sĩ nó không sao, cái này nó chỉ là sắp sanh thôi. Nhưng mà em Thanh chưa ơi, đau bụng. Em hỏi cho hết phọt mắt chương trình đi. Rồi không, chị không chịu trách nhiệm nổi đâu nếu như bạn ấy đẻ em thấy là xong cái này được chị, được không? Được, ổn. Thông thường thì tụi chị sẽ hỏi các mẹ bỉm sữa về cái việc là căng thẳng sau khi sinh em bé, căng thẳng trước khi sinh. Nhưng mà với em thì chị nghĩ là mình đã vừa phải trải qua một giai đoạn rất là căng thẳng trong thai kỳ đúng không? Dạ. Em stress nhiều lắm, em khóc nhiều lắm. Khóc hả? Dạ. Đúng rồi, tuổi thôi. Nhưng mà em nghĩ lại nếu như mà bây giờ mà mình stress, mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thì
con mình sau này sanh ra sẽ bị giống như trầm cảm vậy đó, bị trầm cảm rồi, kể cả em sau sinh cũng trầm cảm đúng nữa rồi. Nên là em cố gắng em nghĩ nó, nhưng mà những cái gì mà không có tốt thì mình không có tiếc. Nên là em vượt qua được. Với lại còn gia đình em. Đúng rồi, vẫn vẫn quan trọng là còn ở đó gia đình em, đúng không? Thực ra thì chị nghĩ là nếu như mà chúng ta nhìn nó dưới góc nhìn khắt khe của những cái quy chuẩn đạo đức á, thì thực sự thì Uyên sẽ phải, Uyên và những bạn gần giống như Uyên sẽ phải rất là căng thẳng và áp lực vì những cái đàm tiếu xung quanh. Dạ đúng rồi. Mà chị tin là em cũng đã phải trải qua điều đó rồi đúng không? Nhưng thực sự nó không vậy nè. Mỗi người một cái cuộc đời của họ, chỉ có họ mới có thể biết được rằng là mình đã trải qua cái gì và tại sao mình quyết định như vậy. Và ai trong chúng ta cũng muốn một cái cuộc đời nó hết sức là tròn trịa, nhưng mà cái đó là bạn muốn thôi. Còn còn sóng gió cuộc đời với mỗi người sẽ mỗi khác. Chị ủng hộ cách mà Uyên đang làm, đó là mình có níu kéo, mình có suy nghĩ về những điều tiêu cực, mình có gọi là trầm trọng lên tất cả những cái đổ vỡ của mình thì nó cũng không tốt gì cho mình hết. Dạ, và đặc rồi. Biệt là không tốt cho con. Mình phải sống tốt hơn. Đúng. Mà cái lúc mà em bị như vậy á, em buồn á, thì cũng có một người gọi là đứng sau lưng, nói chung là động viên em nhiều lắm. Ba của đứa đầu. Ba của đứa đầu. Sao nghe nó ngược đời. Không, nhưng mà tôi đang bắt đầu nghĩ về một cái viễn cảnh tương lai nó cũng rồi sẽ quay về nó nhau. Cũng phim Hồng Kông TVB mấy 40 tập rồi nè. Bây giờ thì sao? Hiện giờ anh có quan tâm mình không? Có quan tâm. Chị hỏi thiệt nè, hiện giờ là mình cảm giác về cái người đàn ông đầu của mình sao? Tức là hiện giờ cái nhìn của mình dành cho ảnh á là thấy có thay đổi không? Thay đổi rất là nhiều. Biết lo làm ăn rồi, biết quan tâm tới rồi chị, rồi thương anh con. Anh có đang ở chung với mẹ ảnh. Dạ, nhưng mà như vậy thì chị quan tâm tới mẹ ảnh nữa. Má chồng cũ em rất là thương em. Đó, trời thương, thấy thương chưa? Cực kỳ luôn. Trời ơi Thanh ơi, bây giờ mới là câu chuyện bắt đầu đó. Tôi thấy có một cái tia sáng ở dưới của đường hầm á chị. Cái người đầu tiên giống như mỗi lần em đi khám á, cái em nói thôi em đi khám nha, kêu em khám về sao thì nhớ nói anh nghe nha. Trời gì vậy? Làm như con ông vậy? Dạ. Trời ơi, thấy cưng vậy. Dạ. Wow. Em cũng bất ngờ. Em có cảm thấy đó là một cái sự an ủi với em. Dạ đúng rồi chị. Vậy lúc em buồn á, cái em thấy như vậy em thấy cũng vui. Cũng nói với em câu vậy nè. Hồi lúc mà em như vậy anh cũng muốn nhắn tin cho em, nếu như em không hạnh phúc thì về đây hãy quay về với anh chờ em. Trời ơi, mà cái em nói ủa sao không nhắn, kêu không, lúc đó anh mắc cỡ lắm không nhắn đâu, anh chỉ đợi những lúc vậy anh mới nói. Trời, không nhắn đâu, nói luôn trực tiếp trước mặt luôn. Nhưng mà gia đình của chị có biết cái chuyện mà dạ, chị nhớ chắc lại sao cái chồng. Chương trình này chắc biết á, hôm nay giấu tới giờ luôn hả? Dạ. Chị không, chị nghĩ là thực ra cái gọi là cái sự phẫn nộ đi, cái sự phẫn nộ của phụ huynh chúng ta hay dành cho chúng ta là bởi vì họ lo cho mình và họ thấy là mình có thể có những lựa chọn không tốt. Dạ, nhưng đúng. Ví dụ như với cái sự thay đổi của chồng trước của em và bây giờ anh đang đối xử với mình một cách rất là thiện cảm và rất là chăm lo cho mình. Dạ. Thì biết đâu gia đình mình cũng sẽ thay đổi cái nhìn dành cho anh. Ổn mà. Nhưng mà Uyên, chị đang thắc mắc một chuyện nha. Không, tại vì nó có sự đồng cảm về sốt cơn á. Dạ. Không phải. Sự đồng cảm về sốt cơn. Tại vì em biết không, thông thường á là nó đi kèm với cái chuyện là mình tăng cân trong thai kỳ á, thì nó sẽ là những cái yếu tố khác nữa, ví dụ về da đi. Và bản thân chị hồi xưa bị mà. Dạ. Nhưng mà bạn Uyên là bạn có thể là gọi là bị thay đổi về form dáng, mà da em rất đẹp cho nên là cũng bí quyết gì chăng, tại vì bây giờ đứa này chưa có đẻ. Chia sẻ mọi người ơi. Nói chung là em không biết sao em vậy, chứ em may mắn hơn người ta, nhưng mà bị sạm đi nhiều mà chị. Bị sạm với lại em tăng cân dữ lắm. Cái đứa này là hôm bữa là em 55kg, bây giờ em đang 81kg đó. Là hơn đứa đầu luôn. Khi cả thế giới ngoài kia bội bạc với mình thì chúng ta hãy tự quay trở lại và chăm lo cho chính mình. Mình phải yêu thương bản thân mình. Đúng đó. Rồi đó. Ngoài yêu thương bản thân mình còn phải yêu thương mọi người nữa. Chính vì vậy chúng ta sẽ bước đến phần bỉm sữa nhắn gửi. Bữa nay em sẽ nhắn cho em ai? Em sẽ tại nhắn gì? Cho ba mẹ em. Nhân vật nào cũng đặc biệt đối với bà hết trơn á. Em sẽ nhắn cho ba mẹ em trước. Con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Tại vì không nghe lời ba mẹ. Với lại cảm ơn ba mẹ đã luôn bên cạnh con. Hãy yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn các bạn nha. Rồi tiếp đi, người thứ hai. Người thứ hai là cảm ơn anh ấy. Anh ấy là anh nào? Bây giờ em có tới hai à? Bây giờ chỉ có hai số, đánh số 1, 2 chị gửi anh nào? À, anh đầu tiên. Anh số 1. Dạ, anh số 1. Rồi, anh số 1 à. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em lúc này động viên em. Còn ai nữa không? Dạ, thôi em nhắn những người nào mà thương yêu em thôi, còn những người mà không thương em thì em không có quan tâm tới. Wow, trời ơi, vỗ tay.
Đáng yêu quá Huyền ơi. Thôi thôi bây giờ rồi cuối chương trình rồi thì em cũng xin chúc cho gia đình của chị. Dạ. Là bây giờ hiện tại là chưa quay về nhưng mà em nghĩ tương lai là sẽ quay về và hạnh phúc hơn xưa gấp nhiều lần. Dạ, trước chị. Mắt là sẻ mẹ tròn con vuông nha, rồi đẻ xong là hy vọng là bé nó sẽ ngoan không quấy. Dạ. Đó gia đình sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn chị nhé. Dạ em cảm ơn chị.